Rồi Quang Đỗ xin chào các bạn nhé. Đang ngồi ở nhà thôi mà các bạn nghe tiếng hát karaoke vọng lại từ xa. Những ngày cách ly xã hội và phòng chống corona thì có một cái sự tra tấn gọi là karaoke corona. Các bạn nghe thấy đó. Mặc dù là có những cái mà mình cần phải có ý thức rõ ràng, hát là đóng cửa nhà hát đó, họ đem cái dàn loa lên trên cái sân thượng. Các bạn sẽ thấy nè, mình sẽ ghi lại hình ảnh đó cho bạn coi đó. Các bạn nghe rõ chứ? Rằng mai đây anh lại đến. Cái này gọi là karaoke corona đó. Những ngày phòng chống dịch. Đây là cái làng nhà nghỉ rất ổn định, thì đóng cửa thêm một tuần lễ nữa các bạn. Nhà này mình báo hồi thôi, cuối cùng là họ vẫn như vậy thôi. Coi trời bằng cái bung thôi. Các bạn nghe rõ không? Ca sĩ nổi tiếng hát không thôi. Tất nhiên là mỗi người có mỗi cái ý thích đó, nhưng mà nói chung là cái tinh thần này là tinh thần ý thức hệ của con người. Ở trong những ngày cho dù anh có thích hát chăng nữa, anh phải đóng cửa trong nhà anh hát thôi. Ở đây họ coi cái chuyện này chuyện thường. Rồi mình chào các bạn nha.